Xin kính chào quý vị và các bạn. Mong muốn xây dựng thương hiệu, phát triển sản xuất kinh doanh để làm giàu cho mình và xã hội là một nhu cầu chính đáng và điều vô cùng đáng quý, đáng khích lệ. Tuy nhiên, để phát triển được một sản phẩm có thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường thì đó là điều không hề dễ dàng một chút nào. Không phải ai làm kinh doanh cũng thành công. Ai muốn xây dựng và phát triển thương hiệu cũng đạt được những điều mình mong muốn. Vậy lối đi nào sẽ giúp cho các doanh nhân thành công trên con đường mà mình đã chọn? Có rất nhiều những câu chuyện và rất nhiều những góc cạnh trong quá trình xây dựng và phát triển về thương hiệu sẽ được chia sẻ một cách chân thật nhất trong câu chuyện thương hiệu của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội ngày hôm nay. Và vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta là ai? Anh sẽ chia sẻ điều gì trên con đường lập nghiệp của mình? Chúng ta hãy cùng xem nhé! Xin chào các bạn, tôi là Phan Trung Kiên, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghiệp Cao Thăng Long. Doanh nghiệp của chúng tôi là doanh nghiệp gần như là doanh nghiệp duy nhất ở tại Việt Nam trồng và chế biến cây dược liệu rồi sản xuất ra sản phẩm đưa đến tận tay người dùng. Thế nhưng mà hình như là năng lực của chúng tôi nó nằm nhiều hơn ở cái phần là trồng cây, vì chúng tôi là dân nông nghiệp. Khi tham gia chương trình này, tôi sẽ chia sẻ từng bước cái quá trình mà chúng tôi tạo ra sản phẩm và những cái khó khăn. Biết đâu mọi người xem xong lại tư vấn được cho tôi những cái giải pháp hữu ích. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, và chúng ta cùng chào đón tại trường quay ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu anh Phan Trung Kiên, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Thăng Long. Xin chào anh. Chào Thu Hằng, chào quý vị khán giả của chương trình Câu chuyện thương hiệu. Vâng, khi mà nghe và nhắc tới công ty của anh thì lúc đầu là Hằng nghĩ rằng đây là một công ty về công nghệ cao, không nghĩ rằng đây là một công ty nông nghiệp. Công ty của mình là chuyên về trồng cái cây dược liệu, cái cây nhiều nhất là cái cây cà gai leo mà chúng tôi đang trồng bây giờ. Nhưng tuy nhiên là nó cũng đúng với cái tinh thần công nghệ cao, thì áp dụng cái công nghệ cao và trồng cái cây dược liệu. Vâng, vì đâu mà anh Kiên biết được công dụng của loại cây quý này cũng như là quyết định theo đuổi cái loại cây cà gai leo này để sản xuất ra những sản phẩm như bây giờ ạ? Tại vì sau khi mà tìm hiểu về cái ngành cây dược liệu để định theo nó thì mình có đọc được một số cái tài liệu của Viện Dược liệu nghiên cứu về cây cà gai leo, thì hóa ra là cây cà gai leo là một cây nó được nghiên cứu rất là kỹ lưỡng, và cũng trong cái thực tế sử dụng, chính mình là người được mẹ mình dùng cái cây cà gai leo cho mình rất nhiều lần trong những lần mình say rượu, mình thấy hiệu quả của nó. Vậy thì ngoài ra thì cây cà gai leo còn có những tác dụng nào khác hay không thưa anh Kiên? Cái tác dụng của cây cà gai leo thì phải nói là tác dụng giải độc gan là tác dụng lớn nhất. Nó có mấy cái chức năng. Chức năng thứ nhất là giải độc gan và tái tạo lại tế bào gan. Thứ hai là một mình nó có thể làm, nó có khả năng làm âm tính cái bệnh viêm gan virus B. Đấy. Còn những cái công dụng khác như các cụ ngày xưa có dùng, ví dụ như là chữa về các bệnh về xương khớp, về sâu răng cũng có. Thế nhưng mà tác dụng chính thì là về giải độc gan. Công ty của anh đã làm như thế nào để cái sản phẩm của mình khác biệt so với những công ty khác? Thực ra thì cái sản phẩm của công ty khá khác biệt so với những phần còn lại trên thị trường. Thứ nhất là công ty gần như là đơn vị duy nhất là lo từ khâu gieo hạt giống xuống, trồng trên cánh đồng, thu hái nó, chế biến và bán cho khách hàng. Thứ hai là nhiều công ty khác nhau thì họ sử dụng là một phần là cà gai thôi, nhưng mà với các sản phẩm của Sazu thì 100% nó là từ cà gai, nên hiệu quả nó cũng mang tính chất khác biệt. Vậy thì trong quá trình tìm hiểu cũng như là dành cái diện tích đất trồng cho cây cà gai leo thì không biết rằng anh cũng đã gặp những khó khăn hay có những thành công nhất định như thế nào, anh có thể chia sẻ với Thu Hằng cũng như quý vị khán giả được không ạ? Thuận lợi thì cũng nhiều, khó khăn thì cũng lắm. Cái thuận lợi đầu tiên là khi mọi người thấy mình làm dược liệu thì mọi người ủng hộ. Thế nhưng mà từ cái việc mà làm về con vật nuôi sang trồng trọt thì cũng là làm nông nghiệp, nhưng nó cũng khác xa nhau khá nhiều. Và lúc đấy là cái lượng vốn cũng không có nhiều, bắt đầu đi thuê đất, bắt đầu tuyển kỹ sư, rồi bỏ vốn vào trồng cũng khá là vất vả và phải đi huy động thêm vốn. Chứ mình cũng không có đủ cái lượng vốn để tự một mình làm tất cả. Cái thời điểm đó có gặp những cái khó khăn hay không ạ? Là gặp rất nhiều khó khăn chứ. Bởi vì là dùng tất cả các mối quan hệ của mình để đi xoay tài chính. Tại vì đầu tư vào trồng cái cây này cũng mất đến cả chục tỷ. Thế nên là phải huy động tất cả các nguồn, người nhà rồi bạn bè thân thiết để huy động được lượng tài chính đấy. Vậy thì sau khi trồng những diện tích đầu tiên thì anh có giành được thành công hay không ạ? Nó cũng không thành công ngay mà nó cũng không thất bại ngay. Bởi vì đến khi mình trồng đến cái hectare thứ 15 thì bắt đầu giá nó mới xuống. Còn cái lúc đầu ấy, cái lúc đầu giá cái nguyên liệu cà gai leo do nó rất là tốt và trong tự nhiên nó hết rồi, thế nên là giá nó cao vống lên tới 100-150 nghìn đồng một kg cơ. Thế nhưng mà đến lúc mình trồng đến cái hectare thứ 15 thì giá nó bị đao xuống, nó còn có 15 nghìn đồng trên một kg thôi. Thì lúc đấy các công ty dược là người ta không mua được cái giá như là mình mong muốn.
thì lúc đấy bắt buộc là mình phải tìm cái tạo ra sản phẩm bán cho mọi người thôi. Nhưng mà cũng rất may một điều rằng là bạn bè mình cũng nhiều, những người quan tâm đến dược liệu cũng nhiều, và thực sự cái cây này nó là cây rất tốt. Thế nên là mọi người trong quá trình mình trồng, mình chia sẻ mình trồng nó như thế nào, mình làm ra làm sao, thì mọi người có niềm tin. Và khi mình có thành phẩm rồi thì là mọi người đề nghị được mua cái sản phẩm của mình. Thế nên là cái việc bán nó ra thị trường cũng tương đối dễ dàng. Vâng. Vậy thời điểm đó là năm nào thưa anh? Thời điểm đấy là 2016. Anh Kiên vẫn quyết định là sẽ bán lẻ chứ không có ý định bán buôn. Vậy thì lý do tại sao anh lại quyết định như vậy ạ? Đấy nó lại là một cái câu chuyện mà có thể nó dẫn đến những cái mà có thể đến thời điểm này có thể gọi là sai lầm. Tức là như thế này, khi mà cái giá nguyên liệu nó xuống sâu quá như thế thì mình xác định là mình phải bằng mọi cách mình bán lẻ. Để với vai trò mình là người sản xuất mà, thì phải muốn cái sản phẩm mình ra thị trường được công nhận. Đấy. Thì lúc đấy mình rất khoát không bán một chút nào ra ngoài cả. Thế nhưng mà cho đến thời điểm này thì mình lại nhận thấy rằng là có những vấn đề. Ví dụ như là mình là người làm về nông nghiệp, mình là người chuyên về trồng trọt. Thế nên là mình có những cái thế mạnh nhất định. Còn cái thế mạnh về bán hàng thì mình lại không giỏi. Khi mà những khách hàng đầu tiên ý, thì là những người mà biết mình, hiểu mình, tự chủ động là đề nghị được mua sản phẩm. Thì cái số lượng đấy nó qua đi rất nhanh. Thế nhưng mà với mười mấy chục hecta dược liệu thì mình không thể bán được trong số cho là chỉ bạn bè của mình là tiêu thụ hết gần đó. Thì bắt đầu lại phải mở rộng ra, và khi mở rộng ra thì bắt đầu gặp vấn đề. Tức là thời điểm đó là chưa có sinh lời đúng không anh? Nếu mà nói về lời hạch toán thì nó cũng khó, bởi vì là toàn bộ mình tiền đầu tư về thì cho đến thời điểm này thì mới gọi là bắt đầu sinh lời. Thời điểm đấy thì hoàn toàn chưa có lời. Hằng có thể thấy rằng là trong quá trình gặp khó khăn như vậy mà anh vẫn quyết tâm theo đuổi cái đam mê của mình thì có một cái động lực nào hoặc là người thân ở bên cạnh cũng đã định hướng và phát triển cho anh hay không ạ? Nó có rất nhiều vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên là mình thấy là cây này là cây dược liệu tốt thật sự. Thứ hai là khi mà trồng cây thì mình thấy là cái hình như nó phù hợp là với mình hơn những cái ngành khác. Và thứ ba là những người thân, rồi là bạn bè, rồi là vợ rất ủng hộ. Vậy thì những vị khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm của công ty thì có những cái phản hồi như thế nào ạ? Thực ra mình kiên trì được đến ngày hôm nay cũng là do khách hàng. Mọi người phản hồi rất tốt. Từ những người mà chỉ uống với cái vai trò giải độc gan cho đến những người mà điều trị cái bệnh viêm gan virus B. Cứ thỉnh thoảng lại nhận được những cái thông tin là sản phẩm của anh tốt lắm, rồi là em đã âm tính với viêm gan virus B rồi. Thì nó chính là cái động lực để mình nỗ lực để đến ngày hôm nay. Cà gai leo là một loại cây dược liệu quý được xem là cây thuốc nam có tác dụng giải độc gan tốt nhất hiện nay. Chúng mọc phân bố ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Cà gai leo còn được gọi là cà gai dây, cà bò, cà vạnh và một số tên gọi khác. Đã có những công trình nghiên cứu khoa học về tác dụng của cà gai leo trong việc kìm hãm và làm âm tính virus viêm gan, ngăn chặn quá trình xơ gan. Và trên thực tế, thử nghiệm lâm sàng cũng đã cho kết quả hỗ trợ điều trị rất tích cực. Cà gai leo là cây dễ sống và mọc hoang ở nhiều nơi, nhưng chất lượng cây dại thì sẽ không được kiểm chứng và không đáp ứng được yêu cầu về số lượng cần cho sản xuất. Chính vì vậy, nên anh Phan Trung Kiên đã quyết tâm theo trồng giống cây này với mong muốn có được nguồn nguyên liệu sạch, quy chuẩn và chất lượng để cung cấp cho thị trường những sản phẩm dược liệu tốt và an toàn nhất. Đây là khu vườn ươm giống cà gai leo của công ty anh Kiên. Từ khâu chăm sóc ban đầu cho đến khâu thu hoạch cũng được đặc biệt chú trọng để giữ trọn vẹn nhất giá trị dược liệu quý trong cây. Không chỉ phát triển vùng trồng nguyên liệu, công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long còn sản xuất nhiều loại thực phẩm chức năng có chiết xuất từ cà gai leo với thương hiệu Saju như viên năng mềm, cao, trà hòa tan hay trà túi lọc với công dụng bồi bổ, mát gan, nhuận phế. Đội ngũ tư vấn viên luôn nhiệt tình và hết lòng để tư vấn cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và hiệu quả, khiến sự tin yêu của khách đối với sản phẩm của Saju ngày càng được khẳng định. Phóng viên của Câu Chuyện Thương Hiệu đã phỏng vấn một khách hàng dùng sản phẩm cà gai leo Saju, và đây là câu trả lời. Mình dùng sản phẩm này cũng được 3 năm nay rồi. Sản phẩm của nó rất tốt và tôi đi kiểm tra men gan và men gan nó không được tăng. Chỉ mới thành lập năm 2015 cho đến nay và chưa thực sự có những bước tiến mạnh mẽ, nhưng Saju cũng đã có những thành công nhất định.
Năm 2019, thương hiệu Sazu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thăng Long đã vinh dự lọt top 100 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam, Cúp Doanh nghiệp Văn hóa Việt Nam và các giải thưởng khác. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt của thị trường như hiện nay, nhãn hàng cà gai leo Sazu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thăng Long cần có nhiều bước đi mạnh dạn hơn nữa để tiếp tục khẳng định uy tín và thế mạnh của mình trên thương trường nhằm đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn, tiến xa hơn nữa trong tương lai. Vâng, chúng ta vừa xem một số hình ảnh của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thăng Long. Vâng, như chúng ta đã biết thì cà gai leo là loại cây có thể mọc hoang rất nhiều và rất dễ hái. Tuy nhiên, với những cây mọc hoang này thì hàm lượng dược liệu quý của nó không hề cao và đôi khi còn gây độc. Chính vì vậy thì những cánh đồng của anh Kiên với quy trình tiêu chuẩn để trồng cà gai leo đã trở thành nguồn dược liệu quý và sạch đủ để khách hàng yên tâm tin tưởng khi sử dụng sản phẩm của công ty. Cam kết hoàn tiền 100% cho khách hàng nếu trong quá trình sử dụng sản phẩm không hiệu quả. Đó có lẽ là sự khẳng định uy tín của cà gai leo Sazu. Và bây giờ thì Hằng lại đang thắc mắc là lý do vì sao công ty của anh Kiên lại quyết định lựa chọn cái tên của sản phẩm là cà gai leo Sazu ạ? Cái tên Sazu này nó có một cả một câu chuyện về nó. Tức là ban đầu ấy, thì mình định lấy tên nó là Thăng Long, mình lấy tên theo đúng tên công ty. Nhưng cái tên Thăng Long này nó có quá nhiều đơn vị đăng ký cái thương hiệu đó rồi. Thì sau đấy còn tìm một số cái tên khác nhưng mà cũng không được. Thì khi mình về nhà mình đau đáu về cái chuyện cái thương hiệu này thì vợ mình có nói với mình một câu rằng là em thấy rằng là các anh ở trong cái chuyện mà trồng dược liệu lúc nào các anh cũng đề cao cái vai trò của cái việc sạch với cái dược tính cao ở trong cái việc mà trồng dược liệu lên hàng đầu. Thế tại sao anh không lấy hai chữ viết tắt của hai cái chữ đầu đấy là Sazu là làm tên thương hiệu. Em nghĩ là Sazu ở tiếng Việt nó không có nghĩa thì đăng ký chắc là sẽ dễ hơn. Thì quả thật là lấy cái tên này mang đến cục sở hữu trí tuệ thì nó không có ý nghĩa. Thế nên là đăng ký nó dễ dàng và nó nhận được luôn. Có thể thấy rằng một cái tên rất là giản dị và gần gũi khi mà được anh Kiên giải thích ra ý nghĩa của cái tên thương hiệu cà gai leo Sazu. Vậy thì khi mà anh cho tới thời điểm hiện tại thì công ty cũng đã phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm nữa. Thì doanh số của công ty có tăng lên không ạ? Nó có một cái đặc điểm như thế này. Khi ban đầu mình làm một mình cà gai, mình đạt được doanh số khoảng hơn 2 tỷ đồng một tháng. Thì mình cứ nghĩ là bắt đầu mình làm thêm những sản phẩm từ cây đinh năng, từ một số cây khác thì cứ thế nhân lên thôi. Nhưng mà hóa ra không phải. Khi mà phát triển các sản phẩm thêm khác thì do cái thế mạnh nó không có. Thế nên là cái doanh số của mình nó vẫn ở mức đó mà thậm chí có thời điểm còn giảm đi. Thế nên là có thể là nó mới thấy rõ cái việc mà bây giờ chúng ta làm cái gì thì chúng ta phải chuyên tâm sâu và thật sâu vào nó thì mang lại hiệu quả tốt được. Sản phẩm nào của công ty anh đang là sản phẩm bán chạy nhất, cũng như là kênh phân phối chính của công ty anh đó là kênh phân phối nào, ví dụ như là những nhà thuốc hoặc siêu thị chẳng hạn? Cái sản phẩm mà đang ở trên bàn đây là cái sản phẩm mà chạy nhất hiện tại, nó là trà túi lọc. Thế còn cái kênh phân phối của mình thì cho đến hiện tại thì 60-70% đến từ cái kênh bán hàng trực tiếp, tức là khách hàng biết về mình qua một nguồn thông tin nào đó và chủ động gọi điện đến là mua sản phẩm, hoặc là mình tự động chào khách hàng và gửi khách hàng, là gửi sản phẩm trực tiếp từ công ty đến tay khách hàng. Vâng, anh vừa có nói tới cái sản phẩm cà gai leo trà túi lọc. Vậy thì khi mà sản xuất ra cái loại sản phẩm này thì ý kiến của khách hàng khi sử dụng sản phẩm là như thế nào? Và cũng như là trong quá trình sản xuất ra sản phẩm trà túi lọc thì anh có gặp khó khăn gì hay không ạ? Cái sản phẩm, chính cái trà túi lọc này cũng là sản phẩm mà do khách hàng tư vấn ngược lại cho doanh nghiệp sản xuất ra. Tức là ban đầu là khi chúng tôi trồng ra thì chúng tôi xác định tôi chỉ là người trồng thôi. Thì chúng tôi tạo ra những sản phẩm rất đơn giản, đó là cái thân cây khô băm ngắn. Thì khách hàng sử dụng rất hiệu quả rồi, nhưng sau khách hàng có phản hồi lại này làm như thế khó dùng quá. Thì là công ty nên tạo ra cái sản phẩm dạng trà túi lọc. Thì lúc đấy công ty mới bắt đầu đi nghiên cứu, mua máy, mua móc về làm sản phẩm này. Thế nhưng mà trong quá trình làm sản phẩm này thì nó gặp khá nhiều vấn đề. Bởi vì cái cây cà gai nó có một số cái đặc tính là nhất định. Thứ nhất là ở trên lá nó có lông. Thứ hai là trong thân nó rỗng như cây tre. Bên trong nó có những cái bột mịn. Thế là khi mà nghiền lên mà chạy ra thì bắt đầu là nó có rất nhiều bụi. Em phải xử lý cái bụi đấy là khá mệt mỏi. Không biết rằng lúc đó thì công ty của anh đã xử trí cũng như là giải quyết những cái khó khăn này như thế nào? Lúc đấy lại phải dùng rất nhiều cách khác nhau. Mà đi xem các công ty là sản xuất trà khác để học hỏi nguyên liệu. Thì người ta đánh giá là cái nguyên liệu mà làm từ cà gai này nó là một nguyên liệu rất khó làm. Thế là về lại phải chế ra những cái máy móc rất riêng
để giải quyết cái việc đấy. Thì bây giờ thì nó tương đối ổn rồi. Vâng, Hằng có thể thấy rằng là trong sản phẩm cà gai leo của công ty Anh Kiên thì khá là to và nặng, và không biết là bên trong có điều gì đặc biệt hơn so với những công ty sản xuất cây cà gai leo khác hay không ạ? Đây cũng là vấn đề của cái sản phẩm của công ty bên mình. Tức là một cái hộp trà như thế này thì thường thường là trà túi lọc mọi người chỉ đóng khoảng độ 5 gram thôi. Thế nhưng mà sản phẩm của công ty có trọng lượng lên tới 250 gram. Tức là nó sẽ có trọng lượng gấp khoảng 5 lần các sản phẩm khác. Thì cái sản phẩm này nó cũng có một cái, nó có mấy cái quan điểm. Thứ nhất là khi chúng tôi tạo ra cái sản phẩm này là trong lúc nguyên liệu trong kho rất là nhiều. Chỉ mong làm sao cho đưa được thật nhiều nguyên liệu vào đây. Cái thứ hai là cái sản phẩm này là nó không phải là trà uống chơi. Nó là trà uống để giải quyết vấn đề về, giải độc gan. Thế nên là cái lượng nó phải đủ. Tuy nhiên rằng là khi mà làm ra sản phẩm như thế này thì nó lại có cái gì đó nó cục mịch, nó chân chất và nó khó đưa vào thị trường. Ví dụ như này nhé, cái sản phẩm trà mà người ta có trọng lượng khoảng độ tầm 50 gram thì người ta có giá bán trị trên thị trường khoảng 50 đến 60 ngàn gì đó. Cái sản phẩm này của mình có trọng lượng là 250 gram, mình bán với giá trên thị trường là 99 ngàn đồng. Tức là trọng lượng của mình thì gấp 5 lần người ta. Giá của mình thì lại gấp đôi, khoảng độ gần gấp đôi gì đó. Thế nhưng mà với cái việc mà người ta ra quyết định mua một hộp trà mà giá tầm 50 đến 60 ngàn, hình như là nó dễ hơn so với việc bỏ ra khoảng 100 ngàn để mua một hộp trà. Thế nên là cái sản phẩm là của Saju bây giờ, cái vấn đề lớn nhất là làm sao để khách hàng thử được mua lần đầu. Chứ khách hàng mua lần đầu về dùng tới hiệu quả thì mua lại thì nhiều. Thế nhưng mà cái tiếp cận lần đầu đấy là mình đang gặp vấn đề. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng để phát triển được kinh doanh từ A đến Z là một bài toán rất khó, không chỉ đối với riêng doanh nghiệp của anh Kiên, mà là tình trạng chung của rất rất nhiều những doanh nghiệp vừa và nhỏ trên con đường phát triển doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, trong suốt cuộc trò chuyện ngày hôm nay, có thể thấy rằng sự đam mê và tình yêu của anh Kiên dành cho cà gai leo là rất lớn. Và Hằng cùng với quý vị khán giả xin chúc cho anh cùng với công ty sẽ được tìm được cái định hướng để phát triển công ty ngày càng thành công hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn MC, cảm ơn chương trình. Cảm ơn khán giả. Kính thưa quý vị và các bạn, kinh doanh, khởi nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu chưa bao giờ là đơn giản và chưa bao giờ là dễ dàng. Và thành công chỉ đến với những người có đam mê, có quyết tâm và can đảm đi theo con đường mình đã chọn. Câu chuyện thương hiệu với những câu chuyện thật trong kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu, có cả thành công và có cả những thất bại, sẽ được chia sẻ cùng với quý vị vào lúc 9h30 sáng thứ Bảy hàng tuần, được phát lại vào 16h10 phút thứ Ba tuần kế tiếp trên kênh 1 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số hotline của chương trình được hiển thị trên màn hình. Và một lần nữa xin được cảm ơn anh Phan Trung Kiên, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thăng Long với nhãn hiệu sản phẩm đó là cà gai leo Saju. Xin được chúc cho anh Kiên cùng với cà gai leo Saju sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Saju, cách tốt để bảo vệ gan. Liên hệ 024 2260 8826 để được mua hàng từ công ty.